Thưa quý vị, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mua sắm online đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn do sự nhanh chóng tiện lợi. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại cho người tiêu dùng khi một số người đã sử dụng loại hình mua bán này dễ bị lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng để thực hiện các hành vi gian dối và lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến những hành vi vi phạm gian dối trong mua bán hàng qua mạng với mức độ thiệt hại như thế nào thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính, vi phạm ở mức độ nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Người tiêu dùng cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Trong chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 25 triệu người sử dụng Facebook, nơi tập trung nhiều người dùng trẻ từ lứa tuổi học sinh, sinh viên đến giới nhân viên văn phòng. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu mua sắm cao. Chính vì vậy, các loại hình dịch vụ kinh doanh online ngày càng mở rộng bởi sự tiện lợi do không tốn quá nhiều thời gian. Người mua chỉ cần xem thông tin giới thiệu sản phẩm rồi comment xác nhận trên Facebook hoặc fanpage của người bán là một giao dịch có thể được tiến hành. Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin giữa kẻ mua người bán quá giản đơn. Ở nơi công cộng mà ai cũng có thể đọc được như vậy khiến cho nhiều đối tượng xấu, những người bán hàng không chân chính lợi dụng kẽ hở để cạnh tranh không lành mạnh, hòng thu lợi bất chính hay nặng hơn là lừa đảo những người thật thà, nhẹ dạ. Bởi đây là các chiêu bẩn, lừa đảo phổ biến mà cộng đồng mạng dễ gặp phải khi mua bán online trên Facebook, như tạo Facebook giả người bán hàng có uy tín, tìm cách kết bạn với càng nhiều người quen của người bán càng tốt để tạo vỏ bọc như thật, rồi kết bạn với nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm cao để săn mồi. Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của chúng là câu kéo các nạn nhân mua hàng theo chương trình giảm giá và yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc trước, hay bằng cách giảm giá mặt hàng rẻ so với giá thị trường. Đây là một kiểu lừa đảo mới xuất hiện khiến cho người mua phải chấp nhận mua sản phẩm giá cao hơn thị trường. Đó là đối tượng đăng tin bán sản phẩm chỉ bằng 30-50% so với giá thật trên thị trường, nhưng yêu cầu người mua chuyển trước 50% giá trị tiền hàng. Sau đó, điện thoại thông báo tới người mua đăng nhầm và đưa giá mới cao hoặc hơn giá trên thị trường. Vì đã trót chuyển tiền nên người mua đành phải chấp nhận giá mới. Bên cạnh đó, thủ đoạn ăn cắp thông tin khách hàng cũng là một trong những chiêu lừa đảo gây ảnh hưởng đến những người bán hàng online chân chính. Khi nhóm đối tượng giả này kết bạn Facebook rồi nhắn tin gạ bán sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn cho khách hàng, và khách hàng vì ham rẻ cũng dễ dàng sập bẫy các chiêu trò này. Có thể nói, hoạt động mua bán hàng trực tuyến mang lại rất nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua, như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Bởi chỉ với vài cú nhấp chuột, người tiêu dùng có thể mua từ những sản phẩm có giá trị lớn như máy điều hòa, tủ lạnh, xe máy, cho đến những món hàng thiết yếu như giấy ăn, sữa tắm và được giao đến tận cửa nhà. Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy và rủi ro dẫn đến rất nhiều người tiêu dùng phải chịu tiền mất tật mang. Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với quy mô lớn xuyên quốc gia, bắt giữ nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người nước ngoài. Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, truy cập trái phép các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online, rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản. Và chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Từ thực tế cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, thì mỗi người dân cần phải cẩn thận trong việc mua sắm hàng hóa qua mạng để đảm bảo được quyền lợi của mình và tránh được những thiệt hại về sau. Xin chào luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa luật sư, như vậy thì đối với cái hành vi mà mua bán gian dối qua mạng á, thì sẽ bị xử phạt về vi phạm hành chính như thế nào ạ? Hành vi mà gian dối mà chúng ta thường thấy thì là một là ví dụ như là giao không đúng hàng, thế rồi là giao thiếu, thế rồi thậm chí là có những trường hợp là nhận tiền của cái người mua nhưng mà không thực hiện cái việc là giao hàng cho người mua. Thế thì đối với lại những cái trường hợp mà giao thiếu hoặc là giao không đúng hàng ấy, thì các bên sẽ thực hiện lại các cái việc giao nhận hàng đấy cho nó đúng. Thế còn đối với lại các cái trường hợp mà
nhận tiền của cái bên mua hàng nhưng mà sau đó không thực hiện cái việc giao hàng cho người mua, thì những cái hành vi đó là những cái hành vi là lừa đảo để chiếm đoạt cái tài sản của cái người mua. Đấy, tuy nhiên là nếu như cái hậu quả cũng như cái số tiền ấy mà nó gây ra là dưới 2 triệu đồng đấy, thì cái trường hợp này là sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo cái điểm C khoản 1 điều 15 của Nghị định 167/2013. Đấy, và cái mức xử phạt hành chính là từ 1 triệu cho đến 2 triệu đồng đối với lại cái hành vi này. Đấy, ngoài ra thì cũng có cái hình phạt bổ sung, tức là tịch thu các cái phương tiện, các cái tang vật thực hiện cái hành vi vi phạm này. Đấy, và ngoài ra nữa thì có một cái hình phạt nữa là đối với lại những cái người nước ngoài mà thực hiện cái hành vi vi phạm này trên cái lãnh thổ Việt Nam thì có thể là bị trục xuất khỏi Việt Nam. Thưa luật sư, như luật sư vừa cho biết, một số cái hành vi sẽ bị xử lý về vi phạm hành chính theo cái nghị định 167. Như vậy thì vi phạm cũng như cái mức độ thiệt hại như thế nào thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ạ? Đối với lại cái hành vi mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên là nói đấy, tức là nhận tiền của người mua hàng nhưng mà sau đó là không giao hàng cho cái người mua, thế thì tùy theo cái giá trị thiệt hại thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, với cái mức thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên đấy, thì là bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc là những cái trường hợp mà dưới 2 triệu đồng nhưng mà thuộc một trong các cái trường hợp sau thì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, thứ nhất là đã từng bị xử phạt hành chính về cái hành vi này. Đấy, và thứ hai nữa là đã bị kết án về những cái nhóm tội mà chiếm đoạt tài sản, ví dụ như là trộm cắp, rồi là cướp giật, rồi là cưỡng đoạt tài sản, rồi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đấy, mà chưa được xóa án tích. Thì mặc dù là cái giá trị dưới 2 triệu nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, hoặc là gây ra cái hậu quả xấu cho an ninh xã hội thì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế và tùy theo cái giá trị thiệt hại cũng như là cái tính chất của cái hành vi phạm tội mà sẽ có các cái mức phạt tương ứng. Nhân cái chương trình hôm nay thì luật sư có cái lời khuyên nào dành cho người tiêu dùng, tức là phải làm thế nào để bảo vệ mình khi mà mua sắm hàng qua mạng, cũng như là bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình? Dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái kênh thương mại điện tử, rất nhiều trang, và mình chọn những cái trang nào được cấp phép hoạt động và có uy tín, đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là nên lựa chọn các cái hình thức mua hàng là thanh toán khi mà nhận hàng. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử là cũng có rất nhiều trang uy tín, thì người ta sẽ cho khách hàng tự lựa chọn các cái hình thức thanh toán, có thể thanh toán trước bằng thẻ, có thể thanh toán trước thông qua chuyển khoản ngân hàng, nhưng cũng có thể là thanh toán bằng hình thức là khi nhận hàng thì thanh toán trực tiếp. Đấy. Và sau khi kiểm tra hàng hóa thấy đúng chủng loại, đúng chất lượng thì lúc đó người mua mới phải thanh toán. Thì chúng ta nên lựa chọn những cái hình thức như vậy. Thì xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này của chúng tôi ạ. Thưa quý vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù, ổn định cuộc sống là điểm đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 49 năm 2020, ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020. Theo đó, nghị định quy định, người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ dây vốn để tạo việc làm. Trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. Với đối tượng mới ra tù khác sẽ được tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng được miễn giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Người chấp hành xong hình phạt tù còn được dây vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, được dây vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công. Đến đây, chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay xin tạm dừng. Chương trình do Phòng chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Sáu tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.